Hello shop đồ si, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay shop sẽ lên một video khá là đặc biệt, là sẽ lên áo jean của nam và của nữ luôn các bác nha. Thì áo cũng chỉ dao động khoảng 280 đến 350 gì đó tùy từng áo các bác ha. Áo cực kỳ rẻ và đẹp luôn. Đó, và hàng hình thức mua hàng bên shop đồ si thì các bác nào lần đầu mua hàng thì các bác bắt buộc phải cọc cho em 100k các bác nhá. Và bên em này luôn luôn là cho các bác đồng kiểm khi shipper giao hàng các bác nhá. Và như con áo đầu tiên thì sẽ lên cho bác một con áo màu nâu vàng các bác ha. Một con áo cực kỳ đẹp, cái chất gọi là cực kỳ dày luôn nha. Con áo jean thì cực kỳ dày và đẹp luôn. Đây, có túi nắp. Đây, cái túi nắp hộp này, túi nhìn túi nắp giả các bác nhá. Túi giả thôi. Đây, nhìn rất là xịn luôn nha. Đó, có mấy cái móc móc nhìn rất là chất luôn con này. Đó, có mấy cái móc rất là chất luôn ha. Đây, quay form size bác xem này. Đấy, đằng sau này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các nha, cực kỳ đẹp luôn. Thực sự là lâu lâu mới có một cái lô áo jean cũng đẹp như thế này. Đó, nên bác tranh thủ chốt và đặt hàng cho em nhá. Đó, con này thì cao 1m75 cũng này. Đó, còn bác nào mà mình thích mặc dài, đó tùy từng bác nhu cầu của bác là thích mặc ngắn hoặc mặc dài các nhá. 1m65 thì dành những bác nào mà mình thích mặc dài ha, form dài. Đó, còn nếu mà form đẹp của nó thì khoảng 1m70, 1m75 các bác nha. Đó, cái chất jean của nó cực kỳ dày này. Đấy, tay là tay cúc cũng nha, tay cài cúc. Đó. Đây, đằng sau có một hàng như là hàng chữ này. Đấy, các bác thấy không? Nhìn rất chất luôn nha. Con này em bán với cái giá là 385k thôi các bác nha, 385k. Đây, cái size nó là size 3XL gì luôn này các bác này. Đó, size rất là bự luôn nha. Đây, ở đây này các bác này. Đó, tem đây. Đấy, thương hiệu của nó đây các bác nha. Đây, thương hiệu của nó đây các bác này. Đấy, con này em bán 385k, mã là A20 cũng nhá, A20. Vai là 54, tay 63 này và lưng 66, 75, 80 cân nhá, 75, 80 cân. Đó, bác nào mình thích mặc rộng thì 70 cân thôi nha, 70 cân. Đó, tùy thuộc vào nhu cầu của bác ha. Đây, cái bên trong thì người ta may khâu rất chắc chắn, rất xịn luôn này. Màu nâu cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, đằng trước này. Đấy, túi này, đó rất đẹp luôn. Đó, bác nào mình ưng mẫu nào mình có thể là chụp màn hình kẻ áo cộng mã gửi qua bên Zalo giúp shop nhá. Đây, tiếp tục lên cho bác một con áo jean phối các bác nha. Đó, phối với hai màu, màu xanh nhạt với màu xanh đậm nha. Đó, rất là kiểu cách. Túi là túi túi nắp hộp này, cài cúc cũng nhá, túi nắp hộp cài cúc. Nói chung là hàng áo jean này thì cái độ mới của nó khá là cao cũng nhá. Đó, và khi các bác về hàng, khi các bác nói chung là về tay các bác này, cái chất lượng nói chung là độ mới cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp, độ mới cao. Đó, khóa tay khóa này, chờ tay vừa khóa vừa cúc cũng nhá. Đấy, con này là vừa khóa vừa cúc luôn. Đây, quay phóng xa bác xem này. Đấy, màu cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Phối màu ha. Đó, đằng sau này. Áo này là áo phối không nhá, áo phối cho em ha. Đấy, cao 1m65, 1m7 nhá, 65, 1m7. Bác nào thích mặc dài thì mình có thể là chỉnh xuống một xíu ha. Đây, đấy, đằng sau này. Đây, quay gần cho bác xem nha. Đấy, phối cũng nhá, con này là dòng áo phối dành bác nào mình thích kiểu không thích một màu mà thích chơi một phát một áo là hai màu luôn. Đấy, thì mình có thể chọn dòng này nha. Đó, may khâu đường chỉ rất đẹp luôn này các bác này. Áo jean thì quá là đẹp và quá là rẻ luôn nha. Con này em cũng bán 385k nhé, 385k A12. Đó, tay 57, vai 48 và lưng 60. Đó, 60 65 cân nhé, 60 65 cân. Đấy, lòng bên trong có túi trong không này, túi trong đựng ví tiền này, đựng bóp này. Đó, rất là ok nha. Tiếp theo lên cho bác một con áo màu lính nha, màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn. Áo màu lính này cực kỳ chất luôn cốc nha. Đây, đây em quay kỹ cận cho bác xem này. Đó, cái con áo này có số 13 này, áo số 13 có những cái gai gai này. Đó, áo jean thì mặc cực kỳ trẻ và hiện đại luôn. Bác nào mình thích thì mà không thì mình cũng có thể là mua mình tặng cho con của mình nha. Đó, áo cực kỳ đẹp luôn, ngôi sao lấp lánh này. Đó, có những cái phần gai này con này,
gai nổi luôn giúp em nha, gai nổi này, trời ơi, cực kỳ là chất luôn. Màu xanh xanh rêu, màu là màu lính cũng nhá. Đấy, màu áo lính này, trời ơi, cực kỳ đẹp luôn, cực chất luôn nha. Đấy, form này, trời ơi, quá đẹp luôn các nha, quá đẹp luôn. Đây, phần sau này. Đấy. 1m75, còn bác nào thích mặc dài như mẫu, mẫu là cao 1m65 các nha, mẫu cao 1m65. Đó, dòng vừa khóa vừa cúc bấm nhá, vừa khóa vừa cúc bấm này. Đó, độ mới cực kỳ cao luôn nha. Đó, màu cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác nhìn này, trời ơi. Có tay túi này, đó, nhìn rất xịn sò ha. Đấy. Dòng con này thì có dây cột ở dưới đai nhá. Đây, có dây cột ở dưới đai, bác nào mình thích cột kiểu hơi bo nhúng nhúng lại, còn không thích thì các bác cũng thể là để như vậy cũng rất là đẹp ha. Đấy, form sẽ như vậy này các bác này. Đấy. Làm sao này? Con này thì có rất là nhiều họa tiết này, nhìn rất là chất luôn và độc lạ luôn. Đó, bác nam nào mà mình thích mặc theo gọi là, có thể là mình mặc gọi là nhiều áo da rồi, mình có thể là thay đổi phong cách này, mặc áo này vào mùa hè này, đó, đi chơi du lịch này cùng người thân, đó, và dịp nghỉ hè sắp tới này mình cũng có thể là mua tặng cho con mình nhé. Đó, thương hiệu là GRX này, thương hiệu GRX, con ngựa vằn con này đó, nhìn rất là đẹp ha. Đó, con này em bán 485k nhé, cực kỳ đẹp, cực chất luôn các bác. Mà khi áo này về tay các bác này, trời, các bác thực sự là bỏ cái giá tiền này, thực sự là các bác sẽ nghĩ là quá rẻ không nhá. Đó, tại vì cái chất lượng nó còn hơn cả với cái giá tiền này luôn. Đó, 485k, mã là A11, tay 58 này, vai 50 và lưng 60, 75 80 cân. Đó, 70 cân dành cho bác nào mà mình thích mặc rộng nhá. 70 cân dành cho bác nào thích mặc rộng, mà màu áo lính cũng nha, màu áo lính màu xanh rêu. Đó, với cái những họa tiết này. Đó, gai nổi các nhá, gai nổi nhìn rất chất luôn. À, số là số 13 quá ha. Đây, tiếp tục đây, một con áo jean màu đen ha. Đấy, màu đen. Đây, quay cận chất cho bác xem này. Đó, màu rất đẹp luôn nha. Nhiều, nói chung là áo jean thì em thấy là nhiều con áo thì nam nữ đều mặc được hết ha. Đó, nên bác nào mình có thể là mua về tặng bà xã hoặc là mình mua về tặng con mình cũng rất là ok không nhá. Đó, áo nam nữ nói chung là áo nào cũng có thể mặc được này. Đấy, form đằng sau này. Con này thì con nào cao 1m65 1m7 nhá. 1m65 1m7. 1m6 dành cho bác nào thích mặc dài ha. Đó, tùy từng nhu cầu em cũng có nói rõ được không nhá. Đó, bác nào thích mặc dài hoặc thích mặc đúng form thì 1m65 1m7 giúp em nha. Đó, chất jean này cực kỳ dày. Đó, dòng cài cúc cũng nhá, dòng cài cúc. Đây, ở cái phần tay của nó có thêu nhá. Đấy, cái phần thêu thì nhìn rất xịn luôn. Thêu này, thêu Hello Family gì đây này. Đấy, Family Work gì đây. Đấy. Thêu nha, cái dòng hàng chữ này này. Đó, mấy hàng chữ này đều được thêu nhá, được thêu rất xịn sò, rất dày dặn luôn. Đó, cái phần chữ này thì là in nhá, chỗ này là phần in. Đó, túi nắp hộp này. Đấy, túi trên, túi dưới này. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, các bác đi chơi này. Đó, đi chơi vào dịp nghỉ lễ cuối tuần này, dịp nghỉ hè sắp tới này, đấy thì mặc mấy con này rất là ok nha. Đây, thương hiệu của nó đây con này. Đó, con này thuộc dạng là dòng size M không nhá, dòng size M. Thương hiệu là Facebook gì này, Facebook viết tắt là FG nha. Viết tắt là FG, mã là A13. Tay 60, vai 45 và lưng 55, 385k nha. Triệu cân nặng là 55 60 cân nhá, 55 60 cân. Đây, cái tem của nó đây cô này. Đấy. Tem của nó đây nha, 385k mã A13. Lâu lâu shop mới về áo jean cũng nhá. Đó. Thì bác nào mà mình thích mùa hè này, đó, mình gọi là mình ít mặc áo da thì mình nên chọn những con áo jean này, mặc vừa trẻ trung vừa hiện đại này, đi chợ rất là chất luôn nha. Đấy, một con áo jean màu xanh nhá, màu xanh nhạt nhỉ. Màu xanh nhạt. Đó. Chỗ này được in đúng nhá. Đấy, chỗ này là phần in. Đấy, thêu này. Trời, in họa tiết rất đẹp luôn nha. Đó, nhìn kiểu hình con thỏ không nhá, kiểu hình con thỏ này. À, túi rất to, rất bự, rất đẹp luôn nha. Đó, cái phần cúc này. Cài cúc cho em nhá, dòng cài cúc. Đó, bác nào mình thích thì mình có thể là sắn tay lên này. Đó, sắn tay lên nhìn cho rất trẻ trung ha. Đấy, mặc rất là đẹp luôn cô nhá. Rất mặc cực kỳ đẹp luôn. Đấy, form này, màu áo. Nói chung là ở trên video thì ít nhiều thì cái màu của nó cũng không chuẩn đâu ơi. Nên là khi nói chung là ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn nhiều nhá. Ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nhiều.
Đấy, chữ này, áo này cực kỳ phong cách, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là hàng áo jean thì nam nữ bác nào cũng mặc được không ha. À, bác nào mình có thể là mua về tặng cho con mình cũng được nhé. Áo jean này mặc vào mùa hè rất ok này, vừa đẹp vừa chất này, à, đi chơi này. À, đằng sau có chữ nhá, đằng sau in chữ xem nha. À, con này có thương hiệu là CMR gì đây này, đấy CMR nhá. CMR đây, cái số gì của nó đây này con này. Đó, con này có mã là A14 nhá, A14. Tay 57, vai 48 và lưng 67, 65 70 cân. 65 70 cân các bác nha. Đây, cái tem của nó đây con này, cái tem của nó đây nha. À, form nói chung là mặc mấy con này vào mặc vào mùa hè này. Các bác phối quần jean này, quần jean, quần sọc đi chơi này, à, đi biển này rất ok luôn nha. Đây, tiếp tục một con áo jean tiếp này. Áo jean mà thuộc dạng như là dòng sơ mi cũng nhá, dòng sơ mi cổ bẻ này. Đó, có hai túi này. Đó, túi nắp hộp hai bên nha. Đây, có túi nắp hộp hai bên ở phần ngực cấp nhá. Đấy. Form này. Đây. Đấy, đằng sau này. Con này là dòng áo jean trơn cũng nhá. Jean trơn nó không khó họa tiết gì đâu ơi. Đó, bác nào mà dành những bác nào mà mình không thích họa tiết này. Đó, thích kiểu đơn giản thôi. Nhưng mà con này cực kỳ dày cũng nhá. Con này rất là dày luôn, em thấy rất là nặng tay. À, tay cũng là tay cúc cũng nha, tay cúc này. À, chất jean này, độ mới cực kỳ cao luôn, em nói thật. Cái lô áo jean này cực kỳ mới luôn các nhá. Nhưng mà nói chung là áo si thì nếu mà có bác nào mua về mình cũng chịu khó là mình giặt với này, mình giặt với này, mình ấy sơ qua cho nó thơm cũng ha. Đấy, nhiều khi là áo nó có thể là hơi nhăn thì cũng có thể là ủi cho nó phẳng nhá. À, áo jean trơn cũng nha. Con này cao 1m7, 1m75 nhá, 1m7, 1m75. Đó đằng sau này. Áo jean trơn với em nha, áo jean trơn. Đấy, cái lòng lót bên trong này mà người ta may khâu rất chắc chắn luôn. Đó. Mã là mã A15 đúng nha, A15 385k luôn. Đó, tay 60, vai 50 và lưng 72, 65 70 cân. Đó, thực sự là áo jean mà các bác mua ở ngoài shop thôi là rẻ nhất, nó cũng phải cả tiền triệu nha, tiền triệu là rẻ nhất đó. Nhưng mà khi các bác mà chơi áo jean này, nhưng mà em nói thật là cái độ mới của mấy cái con áo này cũng phải là tầm 85-90% nhá, áo độ mới cực kỳ cao luôn. À, tiếp tục này, đấy. Nói chung là trên video em quay như thế nào, màu như thế nào này, khi shipper giao hàng tới cho bác là màu cũng y như vậy nhá. Và đặc biệt thì cái mã nào thì là áo riêng áo đấy nhá, tại vì mỗi mã mỗi áo chỉ một cái thôi đó, nên là các bác không sợ lo là bị nhầm sang cái mã khác nhá. Đó, đây một con áo này khá là chất đúng không này, đấy, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đấy, đằng sau này, đằng sau là có thêu nhá, có thêu một đường, có thêu chữ đằng sau này. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, và cái con này thì người ta may theo kiểu là thêu cái may cái đường chỉ màu trắng á, để tạo nổi cái phần đường viền, may đường viền lên này con này. Đấy, có thấy không? Đấy, để làm nổi cái đường viền lên ha. Và cái đai của nó thì cái phần này hơi bo chun một xíu nhá. Đó, hơi bo chun một xíu này. Đây, mặc cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, đằng sau may chỉ trắng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nổi bật này, làm nổi bật. Và cái phần chỗ chỉ chỗ cúc này là người ta lấy màu trắng để gọi là tạo điểm nhấn hơn ha. Đó, rất là đẹp luôn màu này. Đấy, ở trên video màu như thế nào là khi các bác nhận về tay cũng sẽ như vậy không nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này cao 1m7, 1m75 nhá, 1m7, 1m75. Còn mẫu là cao 1m65. Đấy, bác nào mà mình có thể là chiều cao giống như mẫu này, có thể là ướm vào mẫu nha. Đó, đằng sau là thêu nhá. Đấy, đằng sau là chữ thêu. Do what you love to do gì đây, to do gì đây này. Đấy, thêu nhá, cái chữ này là chữ thêu riêng nha. Hàng nói chung cực kỳ xịn luôn. À, nói chung là cái hàng nói chung về tay thì các bác cần chờ, các bác gọi là quá xứng đáng, gọi là bỏ với cái giá chỉ có mấy trăm ngàn thôi, thực sự quá rẻ luôn. À, mã là A16 này, tay 60, vai 50 và lưng 68 nhá, 70-75 cân. À, bác nào mình thích thì mình có thể là mua đặt này, hoặc là nói chung với cái giá rẻ này thì cũng có thể là mua tặng bạn bè người thân nhá. Đấy, tặng con của mình về mặc cũng rất là ok này.
Đây, lên cho bác một con áo cực kỳ chất luôn nha. À, con này thuộc dạng nhiều dòng áo choàng bên ngoài thôi nhá. Và dòng là dòng free size các em nhá, dòng free size. Đấy, cao 1m6, 1m65 này. Đấy, vừa nam nữ vừa mặc đều được con nha, nam nữ đều mặc được. Dòng kiểu nó choàng á. Đấy, bên trong thì có một miếng lót như vậy này. Đấy, tạo kiểu cho cái áo nha. Đấy, bác nào mà mình gọi là phong cách này chất này, đấy mình thích phối đồ. Đấy, thì mình có thể mua mấy cái dòng này về mặc nha các nha. Đó, có xẻ luôn này. Đấy, cái phần này là phần xẻ này. Đó, nhìn áo rất là xịn luôn ha. Dòng là dòng free size thêm nhá. Con này là free size. Đấy, ở phần này có là thêu nhá. Đây cái chữ này cũng là chữ thêu này, UNRA này. Đấy, đằng sau này. Đấy. Dòng là dòng free size, dòng free size 1m7 1m75 nha các bác nha. Đó, size là size L đúng không này. Size L ha, size L. Mã là A19 nhá, A19 285k thôi. À, 285k. Tay 60, vai 50 và lưng 57 nhá, lưng 57. Đấy, ở cái phần túi này, túi ngực nó có thêu nhá. Đây cái phần là phần thêu này. À, nhìn rất xịn luôn nha, 285k, chưa tới 300k luôn. À, tiếp tục lên cho một con áo form crop top này, một con màu đen form crop top của nữ nha. À, bác nào mình có thể mua tặng con mình hoặc là tặng bà xã mình mặc này, nhìn rất trẻ luôn. À, mình có thể là mặc quần jean quần sọc thì nó đi chơi. À, rất là ok nha. Đó, dòng là dòng crop top nha, dòng crop top túi nắp hộp ở phần ngực này. À, rất là xịn luôn. À, form crop top các bác nha. Đây form crop top này, đằng sau này, đằng sau là có họa hình ngựa tiết. Đây này con này, đấy quay gần cho bác xem nha. Đó. Áo nói chung cực kỳ xịn và rất là ok. Đó, 1m6, 1m65 nha. 1m6, 1m65. Và bác nào mình thích mặc dài thì 1m55 cũng được này. Đó, nhưng mà nói chung là áo form chuột của nó thì khoảng 1m6, 1m65 nha. 1m6, 1m65. Đây đằng sau thì có họa tiết là kiểu đính đá này. Đấy, cái phần này phần đính đá nha các bác nha. Đó, đằng sau không biết, em cũng không nhìn rõ này là hình gì đây. Đây, cái hình của nó sẽ như vậy các bác nha, nhìn rất là ok. À, phần này là phần đính đá rất xịn sò. Đấy, đính đá luôn các bác nha, lấp lánh này. Đấy. Mã con này là mã A18 các bác nha, A18 285k, 55-60 cân, tay 56 này, vai 44 và lưng 50. À, lưng 50 nha. Đấy, A là A18 nhá, mã A18. Đây, lên cho một con phối nha. Phối và con này là dòng có mũ nhá. Dòng có mũ cho em nha. Đây, cái mũ là mũ màu trắng các nhá, mũ màu trắng. Đây, và cái phần chỗ mũ là nó có thêu cái ấy này các bác này. Nhìn rất xịn luôn ha. Đây, quay kỹ cho bác xem này. Thêu nhá, cái chỗ này phần thêu cho em nha. Đó, thêu rất xịn luôn. Đó, dòng áo phối nhá, dòng áo phối này. Đó, dành bác nào mà mình thích mặc kìa, họ thích gọi là phong cách chất này, thích bụi bụi này. Đó, đằng sau này. Đấy, nói chung là cái áo này bác có thể mua về tặng con mình rất là ok nha. Tại vì nó rất là đẹp và rất trẻ trung luôn. Đấy, cái phần tay này. Tay chỗ này là phần bo chun đúng nha. Chỗ này là phần bo chun, phần vải giúp em nhá. Phần vải này. Đấy, và phần chỗ này là phần người ta thêu này. Baby smile slide gì đây này, bê con này. Đấy, thêu giúp em nha, chỗ này là phần thêu. Áo jean này, màu là màu xanh nhạt các em nhá. Màu xanh nhạt. Dòng có mũ và có dây này. Đấy, có dây luôn nha. Rồi, quay phòng xa bác xem này. Đấy, đằng sau luôn này. Đằng sau là có hình Pokemon nhá, hình Pokemon. Đấy. Có những cái vết gọi là những cái chỗ mà xẻ xẻ này, đó, rách rách này, nhìn rất là chất, rất bụi luôn nha. Đấy, cái phần tay này. Đây, cái phần tay này. Đó, nói chung là con này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có túi nắp hộp này. Đó, túi nắp hộp trên, nắp hộp dưới nha. Con này là dòng có mũ cho em nhá, dòng có mũ dành cho bác nào mà mình thích mặc áo mà áo jean mà có mũ quá ha. À, nói chung là một lô áo thì chỉ có khoảng
ba bốn con gì đó là có mũ thôi bác nhá. Đấy, đằng sau là hình Pokemon nha, hình Pokemon. Con này có mã là A3 nhé, A3 350 thôi, 350k, rẻ hơn những con áo khác rất nhiều. A3, mã là A3 tay 60 này, vai 50 và lưng 65. Lưng 65, 65 70 cân nhá, 65 70 cân. Và dành bác nào 1m7, 1m75 cũng nhá, mét thích mặc dài. Thích mặc dài như mẫu này, mẫu cao 1m65 cũng nha. Đây, tiếp tục lên cho bác một con màu đen này. Đấy, một con màu đen nha. Đây, quay cận chất cho bác xem này. Đó, cực kỳ dày luôn, áo jean thì cực kỳ dày, cực kỳ xịn luôn. Đó, khi đến tay các bác nào chờ các bác phải bất ngờ vì cái giá thành quá rẻ mà các bác nhận lại một con áo thì quá là xịn luôn nha. Đây, con áo này rất là độc lạ luôn này, kiểu dáng nó cổ bẻ như vậy các bác nhá. Kiểu dáng nó cổ bẻ như vậy. Đó, hoặc là bác nào mình không thích thì mình có thể ấy như vậy cũng được này. Đấy, không thích thì mình có thể là mặc thành hai kiểu luôn. Đó, cổ bẻ như vậy này. Đấy. Đây, form nó sẽ như vậy nha. Đấy, form chuẩn nó sẽ là như vậy. Đằng sau này. Màu đen và trơn nhá. Con này là dòng trơn không có họa tiết cốc nha, không có họa tiết. Túi nắp hộp là túi giả thôi ơi. Đấy, phần túi chỗ này là túi giả thôi cốc nha. Đó, cực kỳ dày và xịn luôn. Đây, form sang này. Đấy. Dòng là dòng 3 cúc em nhá, dòng 3 cúc đằng sau. Đó, trơn nhá, dòng trơn mặc cực kỳ đẹp luôn. Đó, lòng lót bên trong này. À, rất dày, rất xịn luôn. May thì đường may thì cực kỳ chắc chắn các nhá. Là bác nào mà mình ưng mẫu nào mình sẽ chụp màn hình mẫu cộng mã gửi qua Zalo nha. Đấy, con này có túi trong này, có túi trong để đựng ví tiền, đựng đồ này, chìa khóa xe này. Đó, rất là tiện lợi nha. Đây, cái chất của nó đây, con này cái chất jean này. Đó, nó hơi nhăn một xíu thôi. Nói chung là mua về các bác giặt rồi ủi ra thì nó rất là phẳng, rất là đẹp luôn. Không ai nghĩ các bác mua cái giá áo jean mà chỉ có 2-3 trăm tám thôi này. Đó, như con này em bán 385k, mã là A1 nhá. A1 65 70 cân, tay 60 này, vai 50 và lưng 70 cho em ha. Đây, tiếp tục một con áo màu xanh cũng nhá, một con áo màu xanh. Đây, cái kiểu của nó sẽ như vậy này. Đây. Đấy, cái phần này có phần như là phần rách rách tua tua này, này. Tua tua rách rách này. Đó, nhìn khá là chất luôn các nha. Đấy, form sẽ như vậy các ha. Đấy, đằng sau này. Đấy, form là form dài rộng các nhá, form dài và rộng. Đây, cao 1m7, 1m75 cho em nha, 1m7, 1m75. Form to và rộng các bác nhá. Nó có tua rua rách rách này, tạo kiểu cho cái áo này. Nhìn khá là chất luôn các bác nhá, cực kỳ chất và rất xịn này. Đó, tay là tay cài cúc các bác nhá, dòng tay cài cúc. Đấy, bác nào mình thích thì mình có thể là sắn cái tay áo lên cho nó trẻ trung ha. Đấy, khá là rẻ luôn, nói chung áo này cực kỳ rẻ các bác nhá. Đây, đằng sau là có một tên thương hiệu của nó hay sao các bác này. Đấy. À, cái chất jean nhá, dòng là dòng, nói chung là con này cũng là trơn thôi, nó chỉ có một cái gọi là cái tua rua rách rách ở cái phần trước mặt này con này, à, phần trước mặt áo ha, đến từ thương hiệu Giza này, Giza này quốc nha, à, mã là mã A5, tay 58 này, vai 50 và lưng 65, à, cũng 385k, 70-75 cân nhá. Đó, các bác chú ý cái phần chiều cao, thông số và cân nặng cho em nha, để tránh mình mặc bị rộng, bị ngắn hoặc là bị dài thì nó tùy thuộc nhé. Nên các bác chịu khó là mình chú ý cái phần thông số cho em ha. Và bên em thì nói chung là bán hàng xin nên là áo thì nhiều lúc thì nó có thể là hơi bị dơ nhé, hơi bị dơ, có thể là hơi nhăn gì đó, tùy thuộc vào lúc mà người ta gửi hàng với nhé, hàng ép kiện gì đó thì nó sẽ hơi bị nhăn. Nếu các bác chịu khó là mình mua về mình giặt với lại mình ủi là sơ qua cho nó phẳng với lại nó đẹp, nó thơm tốt hơn ha. À, tiếp tục một con áo phối này, phối nó kiểu như hình kiểu bàn cờ này, đó đen trắng này, đen trắng này, đó rất ok ha, phối nhá, áo phối cho em nha. Đó, đây đằng sau này,
Con này thì khoảng 1m65, 1m7 nha, 65, 1m7. Túi nắp hộp này, có túi nắp hộp cũng nha, có túi nắp hộp. Tay là tay cài cúc nha, tay cài cúc, đó, chất jean này. Đó, đường may thì rất là đẹp luôn nha, đây, quay cận chất luôn cho bác luôn. Đấy, bên em thì luôn luôn cho bác đồng kiểm shipper nhé. Và bác nào mà mình gọi là mình bận đi làm hoặc là mình đang dở tay cái gì đó mà shipper gọi mà mình không kịp nhận á, thì bác chịu khó là mình hẹn lại shipper giờ lấy giúp em ha, để tránh cái đơn hàng của mình bị hoàn về cũng nhá, rồi mình lại mất tiền ship cũng nha. Đấy, đây, con áo jean này cực kỳ đẹp luôn, lòng lót bên trong này, đó, may khâu rất chắc chắn luôn. Đấy, đây, đằng sau cũng là họa tiết như vậy đúng không nha, đằng sau cũng là họa tiết như vậy luôn này. Đó, đằng trước nha. Đấy, đằng trước có túi nắp hộp nha, túi nắp hộp. Con này thì em cũng bán 385k, mã là A2. A2 385k, tay 58 này. Tay 58, vai 47 và lưng 60, 70 75 cân. Đấy. Cái thương hiệu của nó đây, con này thương hiệu SE gì đây này. Thương hiệu SESH gì đây này. Đấy. Lòng lót bên trong ha, lòng lót bên trong 385k mã A2 cũng nhá. Nói chung là áo jean thì em thấy nhiều con thì nam nữ đều mặc được các bác ha. Đó, nên bác nào mà mình thấy mình ưng này, mình ưng ý này, cái giá thì nó cũng rất là rẻ thôi. Đó, bác nào mình thích mình có thể là mua tặng bà xã của mình này, hoặc là tặng con của mình nha, tặng con mình. À, hoặc là mình tặng bạn bè với cái giá thì chỉ khoảng 300-400 ngàn một con áo, này là cực kỳ rẻ luôn nha. Đây thì cho một con áo jean màu đỏ nhá, một con áo màu đỏ cực kỳ, từ nãy giờ qua chỉ có duy nhất một con áo này màu đỏ thôi con này. Đó, dòng rất là đẹp luôn nha, kiểu của nó, kiểu dáng của nó gần như là dòng sơ mi nhá, cần giống kiểu dòng sơ mi luôn nha. Đó, túi nắp hộp cài cúc hai bên nhá, túi nắp hộp cài cúc hai bên, phong của nó sẽ như vậy nha. Đó, bắt đầu mình thích mặc như vậy rất là đẹp này. Đấy, đằng sau này. À, coi gần cho bác xem nha. Con này thì em thấy độ mới cao hơn. Độ mới cao hơn khoảng 95% này. Đó, độ mới khoảng 95% nha. Độ mới con này cực kỳ cao luôn. Đó, form rất đẹp luôn các bác nha. Form rất đẹp luôn, tay cài cúc này. Đấy, cái chất này của nó này, trời ơi xịn quá luôn các bác ơi, cực kỳ xịn luôn. Đấy, form áo này. Đây các bác thấy không? Đấy. Cái dòng áo này cực kỳ đẹp các bác nha. Khi bác cầm về tay này, sờ cái chất gọi là cái chất jean của nó rất đã luôn các bác nha, cực kỳ đã luôn. Đó, con này thì khoảng 1m65-1m7 nha, 1m65-1m7. Bác nào mà mình thích mặc dài hơn thì khoảng 1m6 nha. Đó, bác nào thích mặc dài thì 1m6. Đây, đằng sau này. Đằng sau là cái tên có gì mà Thunder gì đây này. Đó, Thunder nha. Đó, được may rất chắc chắn luôn nha các bác nha. Đấy, có thấy không? Được may rất chắc chắn luôn. Đấy, phối này. Đấy, chữ rất đẹp nha. Form này cực kỳ xịn sò luôn. Có nhìn cái chất của nó này, cái chất jean của nó này. Trời ơi, sờ rất đã tay luôn. Duy nhất một con màu đỏ thôi nha các bác nha. Đó, 385k, A4, tay 57, vai 47 và lưng 60, 50 đến 55 cân. 50 55 cân. Đó, 1m65 1m7. Còn bác nào mình thích mặc dài thì khoảng 1m6 nha. Đây, tiếp tục lên cho bác một con này. Đó, con này khá là đẹp luôn con này. Đó, có phần rách rách nha. Đây, con này có rách rách này. Đó, bác nào nói chung là mấy con áo jean thì cái áo jean thì kiểu em thấy là đặc trưng của nó là thường sẽ có rách rách nha. Áo jean với quần jean là đặc trưng của nó thường là sẽ có rách rách để tạo kiểu cũng nha, để tạo kiểu này. Tay là tay cúc cũng nha, tay cúc và cái màu của nó sẽ như vậy nha. Đó, con nào áo nào như thế nào là khi shipper giao tới là màu cũng sẽ y như vậy các bác nha. Đấy, màu sẽ như vậy con này. Đấy, có túi nắp hộp cũng nha, có túi nắp hộp ở hai bên ngực cho em nha, có túi nắp hộp ở hai bên ngực này. Đây cái cúc của nó đây các nha, cái cúc của nó đây, cái cúc còn rất là mới nha, cái cúc còn rất là mới luôn. Đó, jean cúc nha. Đây, đó đằng sau. Đó, form rất đẹp luôn, form cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn. Đó, con này thì 1m7-1m75, 1m7-1m75, còn 1m65 là sẽ mặc như mẫu nha, 1m65 là sẽ mặc như mẫu này. Đấy các nha, 1m65 là sẽ mặc dài như mẫu nhá. Đó, có phần rách rách này. Đấy, tạo kiểu cho áo này. Đó, đặc trưng của áo jean cũng nha, đặc trưng của áo jean.
nó sẽ có lắp ráp ha. À, đằng sau nó cũng sẽ có những gọi là những chỗ rách rách không nha. Đấy, có thấy không? Có những chỗ rách rách các bác ha. Màu cũng cực kỳ đẹp nhé, nói chung màu con này rất là đẹp luôn. Mã là mã A6 nhé, mã A6 tay 60, vai 50 và lưng 67, 70 75 cân nhá, 70 75 cân. 385k, 385k. Đây cái tem của nó đây con này. Đấy, cái tem của nó đây ha. Con này là dòng vừa khóa vừa cúc bấm không nhá, vừa khóa vừa cúc bấm. Đây con này, vừa khóa vừa cúc bấm nha. Vừa khóa vừa cài cúc nhá, vừa khóa vừa cài cúc cho em. Mã là mã A6 nhá, mã A6. Đây, tiếp tục lên cho một con áo này cũng khá là đẹp này. Đấy. Đây con áo này thì nó có hai kiểu mặc các bác nha. Đấy, con này thì bác nào mà mình thích mặc có mũ này. Đấy, thích mặc có mũ này. Hoặc không thích mặc có mũ thì mình cũng có thể là tháo rời nha. Dành mặc thành hai kiểu luôn. Đấy cái phần này có phần cái cúc này, cái cúc của bên trong thì mình sẽ tháo rời các bác nha. Bác nào thích mặc áo gọi là có mũ này, còn không thích mặc có mũ thì tháo rời ra thôi. Đấy, dòng hai kiểu nha, mặc thành hai kiểu luôn cho em. Đấy, áo sẽ như vậy này. Đấy, có ở cái phần tay này, ở phần tay này người ta có kiểu là thiết kế cái lỗ này. Đấy, nhìn rất là chất luôn ha. Vừa thông thoáng này, vừa tạo kiểu cho áo này, điểm nhấn cho áo ha. Đấy, ở cái phần tay này. Đây, con này thì khoảng 1m6, 1m65 nha, 1m6, 1m65. Đấy, 1m6, 1m65 cho em ha. Đấy, mặc cực kỳ đẹp luôn này, con này, đằng sau này. Đấy, con này cái tạo kiểu nó có hai kiểu mặc các bác nhá. Đấy. Và cái phần chỗ này là phần vải nhá, bằng vải cho em nhá. Vải cực kỳ dày. Đó, vừa khóa vừa. Nói chung là bác nào mà mình mặc theo kiểu này thì mặc thành hai kiểu vừa khóa luôn, vừa khóa vừa cài cúc luôn nha, vừa khóa vừa cài cúc. Còn không thích thì mình có thể là tháo rồi cái phần mũ ra các bác nhá. Và bác nào mà mình không thích mặc cái mũ này thì mình có thể là tháo rồi cái phần mũ đi ra nha. Đây chỗ này có cái phần cúc này. Là cái phần cúc này tháo rời cho con nhá, tháo rời cái phần mũ này ra. Con này có mã là A7 nhá, A7 em bán là 285k, đấy rẻ hơn những con khác rất là nhiều. Đó, bác nào mà mình thích cái mẫu này thì có thể là chốt cọc 100k thì em đi đơn không nhá, cọc 100k thôi. Và cái tiền cọc là để cái tiền mà nói chung là các bác có trách nhiệm nhận hàng thôi. Đó, chị em cũng không lấy thêm, lấy bớt và cũng không lấy tiền ship nha. Bên em thì bao ship tận nơi cho bác luôn. Tay là tay 55, vai 46 và lưng 55 luôn nha. 55 60 cân, 55 60 cân thôi nha, 285. Tiếp tục một con áo màu đen cũng nhá, một con áo màu đen và con này cực kỳ chất luôn. Đấy, và cái phần gọi là cái phần tay của nó là rách này cũng này. Đấy. Dành những bác nào mà mình gọi là thích mặc áo phong cách nha, phong cách chất chất bụi bụi này. Đấy, áo nó rách như vậy luôn cô nhá. Đấy, đặc trưng của áo jean nó sẽ rách luôn. Đấy, hai bên này như nhau luôn nha. Đấy, form này. Đấy, tay này. Đấy, đằng sau nha. Con này mặc cực kỳ chất, cực kỳ bụi luôn. Đó, các bác mặc vào đi chơi này, đi chơi cùng gia đình này, hoặc là mình mua về mình tặng cho con mình được nha. Tại vì áo jean thì nó nói chung là phù hợp mọi lứa tuổi luôn. Đó, nam nữ đều mặc được này. Đấy, nhiều con áo nam mà em thấy em mặc cũng được luôn cô nhá. Đấy, áo cực kỳ chất luôn cô ha. Đấy, túi này túi giả nhá, túi nắp hộp giả cho em nha. Đây cái cúc của nó đây cô này. Đấy. Đấy cái chất áo này rất ok luôn nha. Đấy form này. Con này thì khoảng 1m65 1m7 nhá, 1m65 1m7. Đây, đấy, đằng sau là sẽ có hình mặt người nhá, kiểu có hình mặt người họa tiết con này. Áo này rất chất luôn, hình họa tiết mặt người dành bác nào mà mình gọi là
phong cách trẻ trung, hiện đại và chất chất này. À, thì mình chọn cái dòng này ha. À, tay của nó là tay V-Rex các bác nhá, tay V-Rex. Má là A8 các bác nhá, A8 tay 60, vai 47 và lưng 65, 60 65 cân và giá là 385k nhá, 385k. Đấy, 385k nhá. Các bác chú ý phần thông số chiều cao cân nặng giúp shop để tránh mặc bị chật hoặc bị rộng các bác nhá. Đây lòng lót bên trong người ta may đường chỉ đường khâu rất chắc chắn luôn. 385k nhé, 385k, một con áo cực kỳ chất, à, chất jean thì quá xịn sò luôn. Đây, tiếp tục một con áo jean này. Đấy, con này thì nam nữ đều mặc được nha. Cái màu của này thì cực kỳ sáng này. Đấy, màu sáng hơn những con áo khác nha. Mặc sẽ cực kỳ là trắng da và tôn da luôn. À, và cái phần tay của nó được thêu nhá, được thêu này. Đây, cái phần tay này cũng này. Đấy. Đây, phần tay này, chỗ này được thêu này. Đấy, thêu này. Và chỗ giữa này người ta ấy bằng cái vải gì em thấy sống rất là ok cũng nhá. Đấy, có cái phần viền của nó sẽ được thêu cũng nha. Đấy, cái màu cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. À, nói chung là áo này thì nam nữ đều mặc được hết không nhá. Đây lần sau thì cái kiểu nó sẽ khác khác nha. Lần sau này con này thì khoảng 1m6 1m65 nha, 1m6 1m65. À, đây lần sau thì như vậy này, 1m6 1m65 góc nha. Đây à, khóa túi này, túi nắp hộp này. Đây, áo cực kỳ chất, cực kỳ đẹp. Nói chung là cái lô áo jean này về thì vừa độ mới cao này, vừa độ mới cao mà cực kỳ đẹp không nhá, cực kỳ đẹp mà giá thành thì nói chung là cực kỳ là rẻ luôn, chỉ khoảng dao động khoảng 280 thôi không nhá, dao động khoảng 280 đến 350 gì đó thôi nha. À, đằng sau thì sẽ có rách rách tạo kiểu cho áo này các bạn này, đằng sau là sẽ có rách rách tạo kiểu ở phần áo. Và cái điểm nhấn đặc biệt nhất của con áo này là sẽ ở phần chữ này, cái chữ của nó rất là to luôn nha. À, chữ của nó thuộc dạng kiểu chữ lớp các bạn này, chữ lớp không nha, chữ lớp. À, chữ lớp của em ha, đó, theo và điểm nhấn cực kỳ đặc biệt luôn các nhé. Đó, đặc biệt nhất là cái phần tay áo này. Đó, con này thì em cũng bán 385k thôi, 385k. Má là A10 này, tay 57, vai 50 và lưng 57, 50. 50 55 cân nhá, 50 55 cân. Đây cái thương hiệu GC by gì này. Đó. Đây, con áo cuối cùng thôi nha, một con áo cuối cùng màu xanh. Màu xanh thôi nha, màu xanh. Phần tay nó sẽ rách cũng như vậy này các bác này. À, cái đặc trưng của áo jean là sẽ rách như vậy này. À, dòng áo jean thì nói chung là trẻ hoặc là lớn gì đó, nam nữ gì nói chung là đều ok hết này, tại vì mặc nó rất là đẹp luôn. À, bác nào cũng có thể mặc được cái dòng áo jean này cũng nhá. Đấy, như em này, nhiều cái áo nam của bác nữ mà em mặc cũng rất là ok. Và cái phần chữ ở tay này này. Chữ ở tay này là được in đúng nhá, được in nhưng mà cực kỳ là chắc luôn. Các bác không lo mà giặt hoặc là như thế nào là bị bung không nhá. Đó, rất là chắc chắn luôn. Cái chữ này, chữ màu vàng đúng nhá, chữ màu vàng ở cái đường viền là màu đen đấy em ha. Đấy, form của nó này. Đây, đằng sau. Đấy, đằng sau là có in họa tiết, in này. Đấy, đằng sau in hình như cái bình vét mềm luôn. À, đó, in hình rất ok luôn nha. Đó, cực kỳ chất luôn. À, con này các bác nào cao 1m7 1m75 hoặc thích mặc dài như mẫu là 1m65 góc nha. À, nhiều bác thì có thể là nhiều bác hoặc là mình có thể là mua về tặng con mình, con mình thích mặc kiểu dáng dài thì mình cũng có thể là chốt nha. 1m65 cũng ok các bác nha. 1m65 thì nó sẽ hơi dài một xíu như mẫu nha. Đấy, đằng sau sẽ có hình chữ này, chữ vào cái hình hình ấy nè các bác này, trời ơi nhìn rất là dễ thương luôn nha. Đấy, đây áo jean thì đa dạng, nói chung là nam nữ đều mặc được hết các nhé. Đó, tùy từng áo thì hầu như là nam nữ đều mặc được. Đấy, con này em cũng bán 385k luôn các nhé, cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Mã là A9 này, tay 64, vai 45 và lưng 65, 65 70 cân nhé, 65 70 cân cho em ha. Đấy, cái điểm nhấn đặc biệt nhất của áo này ở đằng sau này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó,
in rất ok, in may rất ok đúng không này, trời ơi quá xịn luôn nha. Và hình thức mua hàng bên shop thì em xin lưu ý một lần nữa là khi các bác mua hàng bên shop đồ si, bác chịu khó là mình cọc thêm 100k nhá, tại vì áo si thì mỗi bộ mỗi mã chỉ có một áo duy nhất thôi. Đấy, nên bác nào mình thấy đúng size đúng số của mình đó, với cái giá này thì cực kỳ rẻ luôn, nên bác nào mình phải chốt thật nhanh xem ha. Nhiều bác thì thực sự là mua hàng bên shop thì nhiều lần mà đặt mua rất nhiều luôn mà vẫn không thể đặt được áo, nên các bác chịu khó là em thường lên áo vào giờ trưa nhé, giờ áo hoặc là giày thường là lên vào giờ trưa, còn áo thì thường vào lên khoảng 7 giờ tối các bác nha. Đó, bác nào mà mình cũng có thể là theo dõi shop để khi shop lên thì các bác có thể là xem được ngay nha các bác nhé. Vậy em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.